Ở trong bài này chúng ta sẽ chuẩn bị các cái bước cơ bản để mà chúng ta phục hồi ảnh cũ và lên màu. Như vậy, trước tiên đây là bức ảnh gốc, nhắc lại tí xíu. Thì bức ảnh gốc này chúng ta chụp bản thân nó là ảnh xám, mà trước đây chúng ta hay gọi là ảnh trắng đen đó. Thì khi mà chúng ta học Photoshop rồi thì chúng ta không còn gọi trắng đen nữa, mà chúng ta gọi nó là ảnh xám. Nhưng khi mà qua thời gian thì cái này là giấy nó bị ố nè, và chúng ta dùng máy ảnh để chúng ta chụp lại hoặc là chúng ta ken, thì nó ken thuộc cái dạng là hệ màu. Mà nếu như bạn để hệ màu bạn xử lý đó, thì cái phần này nó sẽ cảm giác như là cái màu hồng vàng, cho nên mình xử lý nó không có chính xác, mà mình đưa về cái màu đích thực của bức ảnh này, đó là ảnh xám. Lúc này chúng ta chỉnh nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà bức ảnh của các bạn trước đây là chụp ảnh màu á, thì chúng ta có thể để màu để chúng ta khôi phục lại. Còn không thì chúng ta cũng chuyển về xám luôn. Nếu mà màu nó tối quá thì chúng ta chuyển về xám. Chúng ta chỉnh xong thì chúng ta lên màu xong. Rồi chúng ta sẽ có rất là nhiều công cụ để chúng ta chỉnh cái độ tương phản. Chúng ta gọi là độ tương phản. Sáng thì cần sáng, đen thì cần đen. Như vậy cái này là độ tương phản. Thì chúng ta sẽ xử lý một công cụ. Bạn dùng cái công cụ Shadman, các bạn có thể là dùng cái đầu tiên cũng được, Fresnel and Contrast. Tức là cái này chúng ta sẽ chỉnh độ sáng tối của nó, độ sáng tối và cái độ tương phản ha. Mình càng kéo lên là cái độ tương phản càng cao. Như vậy thì cái nền sáng của mình nó được sáng hơn, cái cần đen thì nó đen hơn. Đây, trước và sau. Như vậy cơ bản như vậy là chúng ta đã thấy là bức ảnh của mình đã khác khá nhiều. Rồi thầy sẽ nhân bản cái này ra để chúng ta sử dụng nhiều công cụ cho các bạn thấy là có sự khác nhau. Chúng ta sẽ chọn Image Brightness Contrast. Đó, bạn sẽ tăng độ sáng, tăng độ tối ở đây. Rồi xin lỗi, nó còn cái laser này nó nằm ở trên cho nên mình không thấy. Đó, tăng sáng lên, tăng độ tương phản lên. Đó là laser 1 ha. Đối với lại laser 1 copy mình dùng công cụ khác. Đây. Cũng tương tự như vậy, mục đích của mình là sẽ tăng sáng chung của bức ảnh và tăng độ tương phản. Như vậy các bạn có thể là thấy cái khoảng màu này nó không có thì chúng ta bỏ đi. Khoảng màu này không có, bỏ đi. Và các bạn kéo cái khoảng giữa nè. Đó, các bạn kéo cái khoảng giữa càng về sau là bức ảnh của chúng ta càng sáng. Như vậy chúng ta kéo đến đâu mà cảm thấy phù hợp thì chúng ta dừng lại. Rồi ở phía dưới này các bạn có thể là giảm đen, giảm trắng tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Miễn làm sao mà tùy theo bức ảnh mà khi mà chúng ta chỉnh xong thì chúng ta thấy nó vừa ý thì chúng ta dừng lại. Đó là một công cụ khác. Bây giờ chúng ta cũng có thể dùng một công cụ thứ ba, Image Adjustment Cover. Trong công cụ này nó sẽ cụ thể cho chúng ta là ở phía trên là vùng sáng, ở phía dưới là vùng tối. Đây, chúng ta kéo lên. Như vậy thì đối với lại cái phần này nó sẽ xác định cái vùng sáng của chúng ta, nó sẽ tăng lên đây. Đó, cái vùng sáng nè nó sẽ tăng lên là nó tối hơn. Nếu chúng ta kéo xuống, được chưa, thì cái vùng sáng của mình nó sẽ sáng hơn. Vậy thì làm sao để chúng ta tăng giảm được cái chúng ta cần, thì chúng ta đặt một cái ở giữa để cho nó khóa cái điểm này lại, nó không chạy. Rồi ở phía trên chúng ta thêm một điểm nữa, ở phía dưới chúng ta kéo sâu xuống một tí. Như vậy thì chỗ này cái vùng mà đang sáng á, các bạn cho nó càng ngày nó càng sáng. Cái vùng tối các bạn cho càng ngày nó càng tối. Như vậy bức ảnh của chúng ta nó có cái độ tương phản cao.
Như vậy ba công cụ chúng ta đều chung một mục đích là tăng brightness, tức là tăng độ sáng của bức ảnh, và tăng độ tương phản của bức ảnh. Với cái laser nào mà các bạn thấy vừa ý thì các bạn sẽ chọn lại. Như vậy thì chúng ta thấy là với ba công cụ thì công cụ cuối cùng chúng ta thấy là tạo ra một cái hình nó rõ nét các đối tượng hơn. Cũng tùy hình ha, tùy theo hình mà các bạn sử dụng công cụ nào mà quen tay, hoặc là các bạn sử dụng công cụ nào mà nó phù hợp với bức hình đấy thì chúng ta chọn. Rồi sau khi mà chúng ta chọn xong thì bình thường các bạn đi thẩm mỹ viện xóa một cái nốt ruồi hết bao nhiêu? Triệu, 2 triệu đúng không? Bây giờ thầy xóa nốt ruồi này một nốt nhạc. Và cái xóa này chúng ta cũng có rất nhiều công cụ để xóa. Công cụ cơ bản đầu tiên mà chúng ta dùng đến, các bạn có thể xài. Ở trong này nó có nhiều ha. Ở trên này là vùng chọn nè, dưới này là cắt, cắt đối tượng. Ở đây là mình sẽ chọn màu, rồi công cụ chọn mắt nhìn. Bây giờ một là công cụ này, hai là Cloud Stamp. Như vậy hai công cụ này chúng ta dùng để xóa. Như vậy công cụ đầu tiên mà thầy giới thiệu cho các bạn là các bạn dùng Cloud Stamp. Tức là bạn lấy mẫu ở một nơi khác có cái màu của nó đẹp, mình mang lại cái chỗ màu không đẹp, mình đè lên nó. Như vậy với công cụ này, nếu mà bạn lít chuột xuống nó sẽ báo lỗi. Chưa làm gì hết mà mình lít chuột nó sẽ báo lỗi. Nó báo rằng là không có một cái vùng nào để tạo mẫu cả. Mình chưa tạo mẫu cho nó, cho nên nó không biết lấy cái gì để copy. Thì lúc này mình sẽ nhấn cái phím ALT là Alternate, ALT xuống. Lúc này nó sẽ cho mình cung trỏ và mình sẽ đi tìm, mình sẽ suy nghĩ rằng với cái màu mà chỗ đen này nè, mình sẽ copy ở đâu để dán vô là phù hợp. Đó, như vậy chỗ này nó cũng hơi xám xám thì mình có thể là copy ở đây hoặc ở đây. Còn nếu mình copy từ trên này thì nó tối quá, copy từ ngoài này thì nó sáng quá, đúng không nào? Như vậy mình copy ở đây đi ha. Vẫn giữ phím Alternate, lít chuột xuống. Rồi nó copy xong rồi, thả phím ra. Lúc này bạn đưa con trỏ đi, bạn thấy là nó xuất hiện cái màu trắng ở trên con trỏ nè. Xuất hiện màu trắng nè. Và khi mà các bạn lít chuột, các bạn sẽ thấy xuất hiện hai con trỏ. Một con trỏ là dấu cộng, tức là nó báo cho chúng ta là đang lấy cái màu ở phía trên đó, và nó đang dán vào cái vị trí mà chúng ta lít chuột. Được chưa nào? Và chúng ta kéo, giữ chuột kéo. Như vậy chúng ta thả ra là chúng ta đã xóa được cái nốt ruồi này rồi. Công cụ này là Clone Stamp, là mình lấy mẫu ở một vị trí khác, mình dán qua đây. Được chưa? Và nó cũng có cái thuộc tính của công cụ này là bạn sẽ chọn kích thước giống y chang như là cọ vẽ. Cũng tương tự như vậy, là bạn chọn kích thước là có độ cứng hay là không có độ cứng. Ví dụ nếu bạn chọn có độ cứng thì chuyện gì xảy ra? Nếu bạn chọn công cụ mà bạn chọn độ cứng 100% thì chuyện gì xảy ra? Alternate, lít chuột đây. Bạn thấy chuyện gì? Nó bị cái này thì trong xử lý người ta gọi là bị default ha, tức là bị phô cái nét ra đó. Đó thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái nét cọ là nét có độ cứng là không, có độ cứng là không. Còn cái size thì chúng ta tùy theo cái hình mà chúng ta cần copy nhiều hay ít thì chúng ta chọn cái size. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có cái opacity là chất lượng để chúng ta copy. Ví dụ ở đây cái vùng này nó dễ làm thì các bạn copy 100%, các bạn mang qua đây là các bạn thấy là ổn. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà các bạn chọn đó, ví dụ như qua đây là các bạn thấy là ổn nè.
bởi vì màu nó hơi tương đồng cho nên mình copy qua mình không thấy. Còn nếu như mà cái màu nó không có được ổn lắm thì các bạn chọn là giảm cái opacity này xuống, cứ mỗi lần mình copy một tí thôi, mỗi lần mình copy một tí tí thì từ từ mình sẽ hoàn thiện, được chưa? Đó là công cụ Clone Stamp. Một công cụ khác mình có thể sử dụng Batool, và công cụ này tương đối hay. Batool, các bạn không có dùng phím Internet nữa mà chúng ta sẽ chọn cái vùng mà chúng ta muốn sửa, chúng ta kéo nó ra cái vùng mà đẹp, thả ra thì nó sẽ tự động nó lấy màu nó trộn vào cho mình. Nhưng cũng tùy, không phải lúc nào mình cũng làm được như vậy. Ví dụ nó không có cái vùng sạch để mình làm mà nó chỉ có một vùng nhỏ nào đó thôi thì bắt buộc mình phải dùng Clone Stamp. Còn ở đây tại vì cái vùng của mình, cái bức ảnh này nó hơi lý tưởng tí xíu, là cái vùng này của mình cần xóa thì nó nhỏ, một cái vùng mà sạch thì nó nhiều, cho nên là khi chúng ta thả ra cái là gần như là hoàn hảo. À, tùy theo bài. Như vậy đối với bài đầu tiên mà chúng ta làm thì thầy đưa cái hình mà nó tương đối dễ để các bạn làm cho nó đơn giản. Chứ còn nếu mà đưa một cái hình phức tạp quá thì chúng ta lại khó. Đấy, ví dụ như chỗ này chúng ta chỉ cần chọn và chúng ta kéo thả ra cái vị trí mà có cái chất lượng ảnh tốt á, kéo thả thôi. Như vậy là chúng ta đã xóa được ở bên chỗ cái anh chàng này rồi. Tương tự như vậy ở bên này, khi mà các bạn dùng Photoshop thì cố gắng là dùng zoom ha, bạn dùng Internet, bạn ron chuột lên. Có nhiều bạn dùng màn hình 21 inch mà cuối cùng lúc nào cũng dùng nhỏ xíu vậy nè, không có ron chuột lên mà cố mà nhìn vô cái màn hình thì nó uổng quá. Như vậy thì chúng ta sẽ zoom lên và chúng ta chọn cái này kéo qua đây hết, chọn cái vùng ngoài kéo qua đây hết. Đấy, như vậy là tương đối ổn rồi. Còn cái vùng ngoài này thì dễ đúng không nào? Vùng ngoài này thì mình xử lý dễ, chủ yếu là trong khuôn mặt thôi. Đó là cơ bản về cái phần này. Ví dụ như phần ngoài này mình có thể là thay cái vùng này bằng màu trắng luôn. Replace color, mình thay cái vùng này bằng màu trắng thì cái phần đó mình sẽ lên màu sau. Trước tiên là các bạn xử lý giùm cho thầy cân chỉnh lại độ sáng tối và xóa giùm cho thầy những cái vết mà chúng ta cần xóa. Đó là mình xong cái bài cơ bản đầu tiên cho cái phần phục hồi ảnh.